Sống chết nhàn mà thôi. Thì qua cái tựa đó thì chúng ta có gì thắc mắc không? Bởi vì lâu nay học kinh, chúng ta thường thuộc lòng cái câu kinh chữ Hán rằng sanh tử sự đại, vô thường tấn tốc. Là sanh tử là việc lớn, vô thường nhanh chóng. Mà ở đây với tư cách một thiền sư nói sống chết nhàn mà thôi, thì như vậy có phản lại cái nghĩa trong kinh hay không? Đó là một cái nghi vấn mà tôi sẽ giải thích cho quý vị thấy. Bởi khi chúng ta học kinh luôn luôn được cảnh tỉnh nhau là sanh tử sự đại, tức là chết sống là việc lớn. Vì vậy mà chúng ta phải nỗ lực, phải cố gắng tu để qua khỏi cái sanh tử đó. Nhưng mà đối với thiền sư lại cho sống chết nhàn mà thôi, như vậy thôi đùa với sống chết, phải không? Còn nếu nói theo một thiền sư Trung Hoa là Ngài Từ Minh, thì Ngài nói sanh như đốc đắp chăn đông, tử như cởi áo hạ, nhẹ nhàng, lạnh thì đắp chăn, nực thì cởi áo, khỏe ru không có gì hết. Như vậy thì con mắt của thiền sư nhìn sự sống chết với con mắt của Phật nhìn sự sống chết nó có khác nhau không? Bởi vì đối với Phật, răng dạy đồ đệ, chúng ta tu là cốt làm sao để được giác ngộ, giải thoát sanh tử. Mà trên con đường giác ngộ giải thoát nó rất là dài, rất là khó đi. Nếu chúng ta chần chờ, chúng ta chậm lụt, thời gian qua hết rồi thì không làm sao trở tay cho kịp. Cho nên nói sanh tử là việc lớn để đánh thức chúng ta rằng một ngày nào còn khỏe, còn an ổn thì chúng ta phải nỗ lực tu ngày ấy cho xứng đáng. Chớ để khi ngày tháng qua mất, tuổi thọ hết rồi, chừng đã muốn tu, tu làm sao kịp. Cho nên luôn luôn nhắc sanh tử là việc lớn, không có thể chần chờ, không có thể bỏ qua. Đó là cái lời nhắc rất chí thiết
trong kinh Phật thường nhắc tới nhắc lui. Còn tại sao thiền sư lại coi sống chết như trò đùa, trò đùa sống chết như trò đùa mà không có gì quan trọng hết, thì tại sao hai cái đó chúng ta thấy có một cái gì nó không có hợp, nó không có giống nhau? Bên này nhìn sinh tử như trò chơi, còn bên kia nhìn sinh tử là việc lớn, phải không? Như vậy thì tại sao coi sống chết như trò chơi? Thì tôi sẽ giải thích ở dưới này theo cái nhìn của Tuệ Trung Thượng Sĩ. Tâm mà sanh trừ, sanh tử sanh. Tâm mà diệt trừ, sanh tử diệt. Sanh tử xưa nay vốn tánh không, thân quyển hóa này rồi cũng diệt. Sở dĩ ngài coi sống chết nhàn mà thôi á, là vì sao? Vì tâm mà sanh thì sanh tử nó sanh, tâm mà diệt thì sanh tử nó diệt. Như vậy tâm nào sanh, tâm nào diệt? Tâm nào sanh? Cái tâm đối đãi hai bên á, cái tâm đó vừa dấy lên thì sanh tử theo đó mà có. Còn cái tâm đối đãi đó nó diệt rồi thì sanh tử theo đó cũng hết. Bởi theo tâm sanh mà có, tâm diệt mà không, thì cái sanh tử nó không có gì là thiệt. Cho nên sanh tử xưa nay vốn tánh không. Cái sanh tử xưa nay tánh nó vốn là không. Thân quyển hóa này rồi cũng diệt. Bởi sanh tử tánh nó vốn không, cho nên cái thân quyển hóa hiện giờ của chúng ta rồi cũng diệt. Như vậy thì làm sao mà mình biết tâm sanh thì sanh tử sanh, tâm diệt thì sanh tử diệt? Cái tâm đó nó ở đâu, nó ra sao? Thì chỗ đó là chỗ chúng ta phải nắm bắt cho được. Bởi vì tất cả thế gian ai sống ở trong cuộc đời này cũng cho rằng tâm tôi là lành, tâm tôi là dữ, tâm tôi là thiện, tâm tôi là ác, tâm tôi là thương người, tâm tôi ghét người, vân vân. Cái thiện ác thương ghét vân vân đó là tâm mình, phải không? Như vậy thì cái tâm mình đó đó mà nó sanh thì sanh tử theo đó mà sanh. Tại sao vậy? Bởi vì cái tâm thiện sanh, làm việc lành thì được sanh cõi trời Atula, cõi người, tức là sanh ra ba cõi lành là người, Atula và trời. Còn nếu cái tâm sanh diệt hay là cái tâm ác của mình nó khởi lên á, thì cái sanh tử theo đó nó cũng sanh lên. Nếu tâm ác nặng khởi lên thì dẫn mình đi địa ngục, nhẹ hơn một tí thì ngạ quỷ, nhẹ hơn nữa là súc sanh. Như vậy tâm thiện tâm ác đối đãi hai bên vừa dấy lên thì đó là cái nhân để chúng ta sanh các đường thiện ác. Bây giờ tâm thiện tâm ác đó hay là tâm đối đãi đó nó không dấy lên thì quý vị thử chúng ta đi đường nào đây? Đi đường nào? Có thiện thì sanh cõi lành, có ác thì sanh cõi dữ. Bây giờ tâm thiện ác nó không còn nữa thì đi cõi nào? Đó là một vấn đề. Nếu mà học Phật mà không hiểu, không biết được thì chúng ta dễ lầm lẫn. Như vậy thì chúng ta muốn giải thoát sinh tử, tức là không còn
bị trói buộc trong cái vòng sanh tử nữa thì phải không có cái tâm đối đãi ấy, phải không? Tâm đối đãi hết thì cái vòng sanh tử theo đó mà diệt, tâm đối đãi còn thì nhất định phải trôi lăn trong vòng sanh tử. Sanh tử mà chúng ta ham nhất là được cõi trời, phải không? Hay khác hơn nữa là về cõi Phật. Cõi trời, cõi Phật mà được sanh ở đó là thích nhất. Như vậy, tại sao ở đây lại không muốn cho chúng ta đi trong hai chỗ đó? Bởi vì sanh cõi trời, nếu hưởng phước 1.000 năm, 2.000 năm, 3.000 năm, hết phước rồi cái tuột xuống, rồi cũng trở lại trong vòng trầm luân nữa. Còn nếu ác, địa ngục, khổ tối đa, nhưng mà chịu khổ cũng 5-7.000 năm, thì rồi cũng hết tội, cũng trở lại, cũng lẩn quẩn, lên xuống, lộn qua, lộn lại trong sáu đường, không ra khỏi. Mà không ra khỏi sáu đường, đó là còn trầm luân sinh tử. Bây giờ muốn ra khỏi sáu đường đó, tức là thoát ra ngoài sanh tử, thì cái tâm sanh diệt đối đãi đó phải hết. Mà tâm sanh diệt đối đãi hết thì con đường sanh tử nó lặn. Cho nên tâm mà diệt trừ sanh tử diệt, mà hết sanh tử sướng hay là còn sanh tử sướng? Quý vị nghĩ sao? Nếu còn nghĩ mình sanh cõi trời là sung sướng, xuống địa ngục là đau khổ, phải không? Cho nên sợ địa ngục muốn chạy lên cõi trời. Mà cõi trời lên đó, nếu mà bắt quý vị ăn hoài, mặc đủ thứ, đi chơi hoài có chán không? Chơi vui vẻ, chơi vời cho đã rồi hết phước rồi tuột xuống, khổ lại thì cũng như không. Lên rồi cũng xuống. Chỉ có một cái là ra khỏi hai bên sanh tử đó đó, bên khổ và bên vui đó, thì đó mới là giải thoát sanh tử. Mà giải thoát sanh tử thì hết trơn, còn gì nữa không? Nói giải thoát sanh tử là ra ngoài vòng sanh tử, còn gì nữa? Đó là những vấn đề hết sức là thiết yếu đối với người tu Phật. Cứ ngỡ tới niết bàn đó thôi, em ru đó, rồi chìm liệm luôn thì thôi cũng như không. Có gì vui? Không khổ cũng không vui, rồi không biết làm gì đó. Quý vị nghĩ có buồn không? Nếu mà mình tới đó rồi cái chìm liệm đó im ru hoài thì chắc cũng buồn chết. Như vậy tu đã đi tới cái chỗ cuối cùng là buồn, thì tu không chi? Đó là những cái chuyện mà nói cho quý vị hiểu tận tường cái nguồn gốc của sự tu. Bởi vậy ở đây nói đó thì tôi nhắc lại, quý vị nhìn trong 11 chăn trâu từ mục thứ 7 sang mục thứ 8, thì thứ 8 là tới cái chỗ gì? Đây là chăn trâu của nhà thiền. Tới đó là cái gì? Cái trong trong không, không có gì hết, buồn làm sao, phải không? Nếu mà không còn niệm nào hết thì tới đó trống không, còn gì đâu. Trâu cũng hết, thằng chăn cũng không còn, thì bây giờ rồi sao nữa? Nếu ngang đó mà chìm liễm thì thôi uổng công tu, phải không? Tưởng tu rồi được cái gì? Tu rồi rốt cuộc rồi chỉ trống không đó. Cho nên mới có mục thứ 9, cái chỗ trống không đó gọi là đầu sào trăm trượng. Muốn nhảy qua đầu sào trăm trượng đó không phải là dễ, bởi vì các cái vị tu mà chứng A-la-hán phần lớn là mắc kẹt ở chỗ đầu sào trăm trượng đó. Cứ an nhiên trong cái tâm thanh tịnh rồi gọi là nhập niết bàn, hết sanh tử. Nhưng mà cái người tu theo thiền tâm hay là đại thừa không bằng lòng ở ngay cái chỗ hết trâu hết chăn đó,
tức là đầu sào trăm trượng đó, mà phải nhảy qua khỏi cái đó là thể nhập pháp thân. Nhưng mà nếu tu theo đại thừa thể nhập pháp thân khó, chứ tu theo thiền tông thì nhảy nhẹ xìu mà khỏi nhảy nữa. Bởi vì tu theo nhị thừa thì được cái diệt tận định, diệt tận định, diệt sạch hết, không còn tâm tưởng, không còn một ý niệm nào, không còn một cảm giác gì, thì đó mới được nhập niết bàn. Mình nhập niết bàn thì vô sanh. Mà như vậy nhập niết bàn khi không còn một cái niệm nào, không còn một cảm giác gì, cho nên rượu im liền. Phật nó phải hồi tâm về đại thừa, phát nguyện hồi tâm đại thừa để nhảy qua cái đó. Còn tu thiền của mình như các tổ, các ngài tới cái tâm lặng hết đó, các ngài còn cái gì không? Còn không? Lặng là lặng cái tâm sanh diệt, cái tâm thường giác thường tri đâu có lặng, phải không? Như vậy thì tới chỗ lặng hết là lặng cái tâm sanh diệt, chạy theo sanh tử đối đãi đó, lặng. Mà cái kia nó còn nguyên nè, thành ở đây cần gì phải nhảy, phải không? Nó còn nguyên hiện, cho nên bước qua cái mục thứ 9 dễ ợt à, tức là chim bay về tổ, lá rụng về cội, mấy cái chi nhánh lặt vặt nó hết rồi thì trở về nguồn gốc chứ có gì đâu. Mà trở về về nguồn gốc rồi, an phận đó chưa, mà còn nghĩ tới chúng sanh mê muội không đủ để mà vượt qua những cái trầm luân đó, cho nên phải lao mình vô trong trần lao làm hạnh Bồ Tát. Đó mới thấy ông già xách cá chết bầu rượu vô xóm đó, phải không? Đó là nhập trần lao, chứ không phải là tới đó rồi yên đó. Như vậy cho nên cái tinh thần đại thừa tiểu thừa mà không chấp nhận nhau ở chỗ đó, đó. Bên này đến nơi rồi phải lao mình về trần tục để cứu độ chúng sinh. Chừng nào chúng sanh mà không còn người nào mê nữa, chừng đó mình mới xong. Mà chừng nào mà ngài A Nan đã phát nguyện đó, như nhất chúng sanh dĩ thành Phật, ngã chung bất thủy thủ nê hoàng đó. Vậy đó. Bởi vậy cho nên không phải tới đó rồi nghỉ đó. Còn bên kia tới đó cái này khỏe rồi thôi, không còn gì hết thì nằm đó luôn đó. Cho nên niết bàn tịch tịnh muôn kiếp. Còn bên này á, chưa chịu, phải trở về cái nguồn gốc giác của mình. Nguồn gốc giác của mình nó đầy đủ rồi cái thì phát nguyện ứng thân độ chúng sanh. Đó là hình ảnh của ông già mang bầu rượu xách cá chép vô xóm. Hiểu vậy mới thấy hai cái tinh thần khác nhau. Bởi vì bên nay không sợ, không sợ sanh tử. Tại sao không sợ? Thì sanh tử như trò chơi. Còn bên kia sanh tử là sự đại, cho nên qua được sanh tử nhẹ nhàng nằm yên đó. Quý vị thấy cái nhìn của mỗi cái hệ nó có cái khác nhau. Cho nên bên hệ nguyên thủy thì nói niết bàn là rồi việc thôi, không còn nói thêm cái gì nữa. Bởi vì ngang đó đâu còn cái nhân để trở lại sanh tử nữa, thì thôi nằm đó nghỉ. Còn bên này không cho phép. Bên này được về đó rồi, sống với cái pháp thân thường trực của mình rồi, giờ mình phải phát nguyện đi vào trần lao độ chúng sanh. Hiểu vậy thì mới thấy cái hệ trọng của người tu thiền. Cho nên đây nói rằng sanh tử xưa nay vốn tánh không, thân quyển quá này rồi cũng diệt. Như vậy sanh tử tánh nó là không, tánh nó không thì bây giờ tạm có thân quyển quá này rồi nó cũng diệt. Bây giờ tánh vốn không, cái câu này người ta khó hiểu. Mà không hiểu cái tánh vốn không này thì cũng không hiểu luôn cái hệ thống bát nhã. Bát nhã là vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô sắc thanh hương vị xúc pháp, một dọc vô hết trơn đó. Đó phải không? Bây giờ tôi phải có cái thí dụ cụ thể cho quý vị thấy.
đưa cái gương lên, là bữa nay tôi cụ thể. Lấy cái này, lấy cái này để tách cho khác đó. Quý vị thấy cái gương, cái gương này nếu mà có hình ảnh ở ngoài thì cái bóng có ở trong không? Ở ngoài có hình thì ở trong có bóng, phải không? Nhưng mà bóng từ cái gì mà ra? Từ cái mặt gương mà ra, phải không? Bóng ở đâu có thiệt, nhưng mà ở ngoài có hình, có tướng thì bóng nó hiện trong này. Bây giờ muốn hết không thấy bóng thì phải làm sao? Không có cất, để nó xuống vậy. Quý vị biết để xuống vậy là làm gì không? Là ngồi thiền. Cho nên không thấy. Còn đi thấy quá thì nó hiện vô rồi, gỡ sao kịp. Cho nên phải có những giờ không có bóng là phải ngó xuống. Đó, thì như vậy đó là cái giờ phút mà chúng ta trốn cảnh, tránh cảnh để cho tâm nó dễ yên thì cái gương nó mới hiện được. Chứ còn có cảnh, có hình thì chúng ta thấy hình, thấy cảnh, không thấy gương. Đó, bây giờ quý vị nhìn vào gương mà thấy tất cả người thì quý vị thấy gương không? Đó. Thì tôi để cái gương hơi xuống một chút thì tất cả quý vị hiện trong gương hết, phải không? Tôi đưa cái gương lên sao không thấy người nào hết. Đó, thì như vậy bóng người hiện trong gương thì quý vị lúc đó nhìn thấy gương hay thấy người? Thấy người mà không thấy gương. Như vậy cái gương dẹp ở đâu? Gương nó không có dẹp ở đâu hết, nhưng mà chúng ta thấy người thì không thấy gương, nhất định như vậy. Cũng như vậy, khi ngồi thiền, chúng ta thấy vọng tưởng thì không thấy cái tâm chân thật, phải không? Mà tâm chân thật từ đâu, vọng tưởng từ đâu ra? Từ cái tâm chân thật đó mà ra. Nhưng mà khi chúng ta thấy vọng tưởng là quên chân thật. Bây giờ muốn thấy mặt gương rõ thì chúng ta ngước nó lên, không có bóng người thì lúc đó thấy gương không, phải không? Thì cũng vậy, chúng ta tu mà khi đối cảnh thì tâm chúng ta sanh đủ thứ, mà khi không còn cảnh thì tâm chúng ta nó yên. Như vậy thì cái yên là lúc đó không có bóng, phải không? Như vậy thì cái tâm vọng tưởng đó là cái bóng ở trong cái thể tâm thanh tịnh của mình. Cũng như hiện giờ hình ảnh quý vị hiện ra trong gương thì hình ảnh đó là từ gương mà hiện ra, chứ không phải ở đâu mà có hết. Nếu nhìn hướng nào mà không có gương thì không có hình ảnh. Như vậy hình ảnh đó gốc từ gương mà ra. Mà nếu chúng ta chạy theo hình ảnh thì lúc đó chúng ta quên mất gương. Nếu hình ảnh không có thì chúng ta thấy gương rõ ràng đầy đủ. Như vậy cái tu của chúng ta là gì? Là bỏ bóng mà đừng có quên gương. Bỏ bóng để thấy gương, phải không? Còn bây giờ nhìn bóng là quên gương. Một cái việc hết sức cụ thể. Cho nên Ngài Thần Hội nói, nếu thấy bóng là quên gương. Mà giờ tất cả quý vị là người thấy bóng rõ ràng đây, mà khi thấy bóng nhìn coi cái gương mặt mình tròn hay là không tròn, trắng hay là đen vân vân, lúc nhìn ngắm nghía cái gương mặt mình thì lúc đó có biết cái gương không? Quên lửng cái gương, không biết cái gương là cái gì hết, mà chỉ thấy cái bóng đó rồi hài lòng. Còn nếu mà chúng ta không có thấy cái bóng trong gương á, thì lúc đó thấy gương đầy đủ trong sáng. Như vậy, cái bóng
là cái chướng của gương, phải không? Chướng của gương, phải làm chướng gương, mà chướng cái gương không cho người ta chúng ta thấy được cái gương rõ. Còn cái bóng hiện trong gương, nó có làm gì trở ngại cho cái gương không? Dầu hiện một muôn, một triệu hình ảnh, gương cũng vẫn là gương, phải không? Chứ không phải vì hiện nhiều quá rồi nó chật, nó ép cái gương bể, hay là ít quá cái gương lỏng lẻo, không có. Hiện bao nhiêu thì gương cũng vẫn là gương. Thì chúng ta bây giờ phiền não trăm ngàn thứ, cái chân thật cũng hiện tiền. Mà tại nhiều quá, nhớ cái lăng xăng điên đảo mà quên cái chân thật. Như vậy thì trọng tâm ở Đạo Phật tu dạy chúng ta tu cái gì? Dạy chúng ta tu cái gì? Là đừng theo bóng mà phải nhớ gương, phải không? Nhớ gương không theo bóng. Vì vậy mà bắt chúng ta ngồi thiền ngó xuống để cho cái cảnh ở ngoài nó không có rọi vô. Nhưng mà khổ cái là chúng ta khác hơn cái gương ở chỗ gương nó không có chứa chấp, mà mình lại hay chứa chấp quá. Cái bóng nào lọt vô cái rồi nó chứa ở trong đó, rồi khi ngồi lại không có cảnh ở ngoài thì ở trong đó nó trồi ra đó. Vì vậy mà chúng ta buộc lòng phải tuần, phải quán sát, phải tiêu diệt nó, thì quý vị mới thấy cái giá trị của sự tu là cốt làm sao cho tất cả cái bóng nó được lặng, để chúng ta sống với cái gương trọn vẹn. Bóng lặng thì chúng ta sống với cái gương trọn vẹn, còn một cái bóng nhỏ xíu cũng chưa phải là thấy trọn vẹn cái gương, có phải vậy không? Đó. Như vậy cho nên Kinh Lăng Nghiêm Phật nói sao? Nói quên, quên cái gì? Quên cái đầu, nhớ bóng mà quên đầu. Nhìn vào gương thấy đầu mặt mình bao dễ coi, rồi cái úp cái gương lại cái đầu mặt mất tiêu, cái ôm đầu chạy, tôi mất đầu rồi, phải không? Đó là Phật nói chúng ta giống như chàng diễn nhã điên vậy đó, thấy cái bóng ở trong nội tâm mình rồi bám vào đó cho là mình, rồi quên mất cái mình thật, chấp bóng làm mình. Quý vị có vậy không? Quý vị có nghĩ thương, buồn, giận, ghét là mình không? Nếu thương, buồn, giận, ghét là mình là nhớ bóng quên đầu. Cái đó là một cái phụ thuộc, là cái bóng hiện trong gương, mà cái gương là cái thể, mà cái bóng là cái dụng mỏng manh thôi. Tâm mình cũng vậy, cái hằng biết trùm hết, còn cái lăng tăng trong đầu buồn thương vẫn ghét, chợt sanh chợt diệt có thiệt đâu, mà bám vào cái không thiệt đó là mình, rồi quên mất cái chân thật trùm khắp của mình. Như vậy Phật thương mình, chỉ mình, dạy mình làm sao bỏ, đừng có vướng kẹt ở cái bóng, mà sống về cái thật của mình. Như vậy nếu tu tịnh độ, Phật bảo niệm Phật tới nhất tâm bất loạn, nhất tâm bất loạn thì hết những cái bóng rồi, thì chừng đó thấy Phật hiển. Còn tu thiền thì cũng là dứt hết vọng tưởng thì cái Phật tánh hiển, vân vân. Như vậy Phật luôn luôn chỉ dạy chúng ta bằng mọi phương tiện, nhưng cứu kính thì cũng dạy chúng ta bỏ bóng mà thấy gương, chứ đừng bám vào cái bóng ở trong gương rồi cho là thật mình. Khi cái gương úp xuống không thấy bóng rồi mình thành kẻ điên, chạy ra tôi mất đầu rồi. Có nhiều người ngồi thiền tới phút nào mà tâm lăng xăng nó lặng, cái quảng ủa mất mình rồi sao, đó là cái kẻ kêu bằng
chấp bóng hay là nhận bóng mà quên đầu. Đó. Như vậy cái thật của mình, nếu không có cái thật mình trong lúc đó thì làm sao biết lúc đó không có, làm sao biết đó lặng, và biết lặng, biết nó dừng lại thì tự nhiên cái kia nó, cái biết nó trùm hết. Vậy mà chúng ta điên đảo, mê lầm, cứ bám vào cái bóng mà cho là cái thật, còn cái thật hiện tiền lại bỏ quên. Đó là si mê, nhận cái giả làm cái thật. Thì như vậy, cái hình ảnh, cái gương, chư tổ thường dùng nó để thí dụ. Nhìn vào gương mà thấy hình ảnh trong gương thì lúc đó quên mặt gương, chắc chắn 100% như vậy. Lúc nào chúng ta ngồi nhớ việc này, nghĩ việc kia, tưởng việc nọ thì lúc đó chúng ta quên cái thật của mình đó. Vì vậy mà bảo phải buông hết thì cái thật của mình mới hiện. Và bóng là sanh diệt, là đổi thay, cái gương nó vẫn trước sau như một, phải không? Không có đổi thay. Như vậy thì chúng ta tu là làm sao cho cái mặt gương này đừng có cái bóng nào trong đó, thì chúng ta mới thấy trọn vẹn mặt gương. Nơi tâm mình không còn một niệm nào thì tức tâm tức Phật. Đó, để xuống cho đại khái cho quý vị thấy cái sự thực của nó là như vậy. Chứ nhiều khi chúng ta tu mà cứ mơ màng, không hiểu được sự thật. Như vậy thì ở đây nói tâm sanh trừ sanh tử sanh, tâm diệt trừ sanh tử diệt. Thì tâm sanh á, tức là thấy cái bóng giấy động ở trong cái tâm gương của mình, phải không? Bóng nó giấy hiện trong cái tâm gương mình, mà theo cái bóng đó thì sanh tử tiếp nối sanh, không có bao giờ mất. Chừng cái bóng đó hết hay cái tâm đó hết thì cái sanh tử mới hết. Tức là những cái bóng qua lại có không trong cái mặt gương không còn, thì lúc đó chỉ là một mặt gương, không có gì khác nữa. Sanh tử xưa nay tánh vốn không, thì sanh tử hồi xưa tới giờ tánh nó là không. Nhưng mà chữ tánh là nó khó hiểu. Tôi nói thí dụ, đây là những cụ thể cho quý vị thấy. Đây là cái đồng hồ. Trước khi các người thợ họ ráp đủ những bộ phận của chiếc đồng hồ thì thấy đây là đồng hồ. Mà trước khi chưa ráp, đồng hồ này có hay không? Có hay không? Bởi vậy chữ tánh là sẵn, là trước kia, ban sơ đó. Cái ban sơ nó không, rồi đủ duyên hợp mới có, phải không? Rồi duyên hợp có thì chúng ta nói đây là đồng hồ. Rồi bây giờ nếu thợ lại mở từng bộ phận để xuống hết rồi, thì hỏi đồng hồ đâu? Thì mình nói sao? Đồng hồ cũng không. Như vậy đồng hồ có, chỉ đủ duyên ráp lại mới tạm có, thiếu duyên thì nó không. Vì vậy mà nói các pháp tánh là không, phải không? Bây giờ quý vị nghĩ cái đồng hồ trước khi ráp nó là không, sau khi đủ các bộ phận ráp lại thì tạm nói có đồng hồ. Khi các duyên đó bị tháo gỡ ra thì đồng hồ trở lại không. Như vậy là cái không tức là cái thể tánh của đồng hồ. Còn cái có này là cái gì? Là giả tướng của đồng hồ. Thì đồng hồ như vậy, mình sao? Mình sao? Thì mình cũng thế thôi. Trước khi cha mẹ sanh có mình không? Đó. Rồi đủ duyên trong bụng mẹ ra, ra rồi có thân, có hình, có tay, có chân, đủ thứ. Nó có mình. Có mình rồi tới chừng tắt thở năm ba bữa, cái đó nó rã hết rồi, còn mình không? Thì như vậy, từ cái đồng hồ, duyên hợp là hư giả. Có tướng là hư giả, mà cái
không là cái sẵn muôn đời, phải không? Cái không là cái sẵn muôn đời, cái tướng đó là cái giả tạm mà có. Rồi bởi giả tạm có cho nên hết duyên thì cái nó mất. Chứ còn cái không trước khi có đồng hồ và cái không sau khi đồng hồ mất thì cái không nó muôn đời. Mà không đó giới hạn ở đâu? Đó thì từ cái đó rồi Bát Nhã mới chỉ sắc tức thì không, nó là thân này, phải không? Nó là từ không mà duyên hợp thành cái sắc này, rồi không tức thì sắc, rồi mai mốt tắt thở rồi thì nó rã ra rồi, thì cái không đó hay là cái sắc đó cũng trở thành không lại. Có cái gì là thiệt mà ai có mặt ở đây không nói thân này là thiệt không? Có ai dám nói thân tôi đang giả, thân tạm bợ, thân người giả, có dám nói vậy không? Giảng thì nghe nó có lý, mà thực tế thì không chấp nhận. Khổ chưa? Mà thực tế đó là cái thực tế gì? Thực tế của mê lầm. Tại vì ôm một khối mê lầm cho nên nói lý giải thì nghe cũng biết phải vậy đó, nhưng mà qua cái lý giải rồi thì trở lại y nguyên. Cho nên học kinh năm này qua năm nọ mà mê cũng là mê, phải chưa? Chứ còn lẽ ra học kinh chừng một lần hai lần là mình tỉnh ngay, lẽ thật rõ ràng mà, có cái gì đâu mà gọi là dối gạt. Mà không biết tại sao học năm này qua năm kia mà mê cũng là mê, mở miệng ra cũng là tôi, rồi cũng hơn thua phải quấy, cũng thương ghét đủ thứ hết. Thì như vậy mình đang sống cái gì? Cái giả mà cứ ngỡ là thật là sống trong cái mê lầm. Rồi cái bóng mà cho là tâm mình là quên cái bóng chân thật. Như vậy thì quên chân thật là mê, chấp cái giả dối làm thật là lầm. Như vậy sống trong mê lầm. Mê lầm này tôi cạo gọt 10 năm hơn rồi mà không biết sao chưa sạch. Sạch chưa? Không biết cạo tới chừng nào. Suốt đời tôi mới phải sạch tới chưa nữa. Như vậy quý vị mới thấy cái chân thật của Phật tổ dạy hết sức là rõ, rõ như ban ngày. Mà tại vì cái mê lầm nhiều kiếp của mình, cái giả mà luôn luôn tưởng thật. Như nghe giảng vậy thì lúc này thấy giả, ra ngoài ai mà déo lô tai cái coi la quải quải rồi cũng hầm om sòm, chứ không có thế nào mà yên được hết đó. Thì như vậy mới thấy rằng cái giả dối mà chúng ta không bao giờ nhận nó là giả dối. Còn cái vị cư sĩ này, ổng dám nói rằng sanh tử xưa nay tánh vẫn không. Vì cái tánh đó hồi xưa trước không, về sau cũng không, thì tánh nó vẫn không chứ gì. Thân quyển quá này rồi cũng hết, thì giờ tạm có thân, thân quyển quá chứ gì. Thì cái thân này rồi nó mất, là quyển quá thì làm sao bền, làm sao còn. Vậy đó là người ta tỉnh, ta tỉnh ngay cái chỗ đó. Còn mình vẫn cứ mê, mê hoài, mê chừng nào mới thôi, không biết thôi chừng nào. Đó, thấy như vậy mới biết rằng cái lý đạo, học đạo và sự tu hành của chúng ta sao mà nó chậm lục, tối tăm quá mức. Chứ thiệt ra như vậy chúng ta hiểu rồi thì tất cả ai cũng biết thân này là tạm bỡ, là quyển quá. Mà đã là tạm bỡ, là quyển quá thì sống cũng là tạm mà chết cũng là tạm. Với cái nhìn còn luân hồi sanh tử thì người ta nói sanh là cái nhân của tử. Tử là gì? Là cái nhân của sanh. Thì sanh tử có gì đâu, nhân tử mới có sanh, nhân sanh mới có tử. Trong luân hồi vậy, sanh rồi tử, tử rồi sanh, cứ liên miên vậy. Thì có cái gì mất đâu mà sợ. Thôi chết sống là trò đùa, phải không? Chỉ là trò đùa trên sân khấu, có gì đâu.
Vậy mà chúng ta ưng như vậy không? Chịu như vậy không? Hay sanh là thiệt, tử là thiệt? Nếu thấy sanh tử là trò đùa, gần chết mình nên cười nên khóc. Đó là những cái rất là thiết yếu. Mà đây Ngài nói thêm: phiền não bồ đề bỗng mất tiêu, địa ngục thiên đường tự khô kiệt, chảo dầu lò lửa chợt ngát liền, núi kiếm rừng đao chốc gãy hết. Nếu mà chúng ta thấy sanh tử không thiệt, từ tâm mà sanh thì có sanh tử, tâm diệt thì sanh tử hết. Sanh tử là trò đùa, không có gì thiệt hết, là mộng, là huyễn. Thấy được như vậy thì phiền não bồ đề bỗng mất tiêu à. Khỏi cần nói phiền não, mà không phiền não đâu cần nói bồ đề, phải không? Những cái đối đãi theo đó mà mất thì phiền não bồ đề hết, thì địa ngục thiên đường cũng hết. Như vậy thì chảo dầu lò lửa, núi kiếm rừng đao gì nó cũng tiêu luôn. Như vậy thì muôn trùng cái khổ đau của đời, của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, ngang đó nó tan biến hết, tan biến hết, không còn gì hết. Vì thấy cái sanh tử không thiệt thì phiền não bồ đề không thiệt, địa ngục thiên đường cũng không thiệt, tất cả những cái đó không thiệt, thì không còn cái khổ đau gì là thiệt hết. Còn mình bây giờ sợ khổ là vì thấy thân thiệt. Nếu thân không thiệt thì còn gì khổ. Nếu ai biết rõ thân này không thiệt, mang cái thân này cũng như là vác một cái túi, túi hôi vậy đó, quăng nó xuống được là mừng, phải không? Thì quăng cái túi này xuống thì cũng như là mình bỏ cái thân này, thì có gì đâu mà buồn, có gì đâu mà sợ. Quý vị bắt vác một cái bao chứa phân cá rồi trong đó hôi hám rùm hết, mà bắt vác đi dài dài, quý vị thích không? Mà tới đâu đó ai biểu thôi bỏ xuống đi, đừng vác nữa, bỏ xuống là nên cười hay nên khóc? Tôi mất cái bao hôi. Vô lý quá. Bao hôi mất là mừng, chứ có gì đâu mà khóc. Vậy mà bây giờ gần gần tắt thở, cái người này tới thăm, cái tới thăm cái rơm rớm nước mắt bắt đầu, phải không? Sợ mất cái bao hôi. Hiểu cho thấu đáo rồi, quý vị thấy thật chúng ta là ngu xuẩn, không có cái gì gọi là sáng suốt hết. Cái thực nó là như vậy. Như vậy thì bây giờ tất cả nam nữ gì nhìn lại mình có phải là cái bao hôi không? Hôi hơn phân cá nữa. Vậy đó, vậy đó mà quý, mà tiếc, muốn giữ hoài, sao mà khờ khạo tới mức đó. Như vậy mà nếu cái bao đó được để xuống là nhẹ nhõm, là mừng rỡ, có gì đâu mà sợ. Bởi vậy người xưa khi giác ngộ rồi, cái chết tới các ngài cười. Còn chúng ta bây giờ ôm cái mê lầm quá nặng, cho nên gần chết là khổ, khóc lên khóc xuống đủ thứ hết. Như vậy thì huynh đệ, có ai tắt thở rồi để vô quan tài mình cười, nói chúc mừng huynh từ đây về sau thảnh thơi. Khỏi có nặng nề như tôi. Tôi còn khổ, tôi còn mang đây. Còn mấy huynh đệ thảnh thơi đi trước rồi, bỏ xuống trước là nhẹ đó. Như vậy thì cái thấy mới là thực thấy, cái biết mới là thực biết. Còn ngày nay chúng ta ôm ấp những cái sai lầm mê muội mà cứ ôm ấp nuôi dưỡng nó, rồi chúng ta sợ khổ, cầu được vui đủ thứ. Cái đó là cái dốt nát tối tâm của mình. Cho nên ai mà biết rõ rằng sanh tử là huyễn quá, như trò chơi, thì phiền não bồ đề cũng là trò chơi, địa ngục thiên đường cũng là trò chơi, chảo dầu lò lửa cũng là trò chơi, núi kiếm rừng đao cũng là trò chơi. Những cái đó đều không thiệt, từ cái mê lầm mà ra. Mà hết mê lầm thì mọi cái tan biến hết, cái gì đó.
Như vậy thì rừng đao núi kiếm, tất cả cái khổ sở đó gốc từ cái gì mà ra? Từ cái niệm, cái niệm mà chúng ta ôm ấp mang theo đó. Thí dụ gần chết rồi, ai lúc xin tiền làm khổ mình, làm mình bị hoạn nạn đủ thứ, thì cứ ôm ở trong lòng cái niệm đó, mình tích lũy, mình ôm ấp, cho nên khi nhắm mắt những cái cảnh khổ nó hiện ra. Thì còn niệm thì còn sanh, thì những cái niệm đó là gốc sanh ra đau khổ. Còn nếu ai gần tắt thở mà mọi cái gì phủi hết trơn, sạch trơn hết, thì còn có thấy núi kiếm rừng đao gì nữa không? Như vậy thì cái sanh ở đời sau là gốc từ cái ôm giữ những cái niệm của đời trước. Mà niệm thương, niệm ghét là những cái niệm đậm nhất để dẫn chúng ta đi luân hồi không có ngày cùng. Cho nên ai đó tu mà còn nhiều sân, nhiều hận, nhiều thương, nhiều ghét, thì người đó đừng mong về cực lạc, đừng mong nhập niết bàn, đừng mong. Ôm cái đó là bảo đảm sẽ ôm muôn đời, hết cái bao hôi này qua bao hôi khác, đủ thứ mà chịu đựng. Cho nên đối với con mắt Phật thì thương mình, sao ngu xuẩn cứ tiếp nối khổ đau mà không biết thức tỉnh. Vì vậy mà phải nói, phải chỉ cho chúng ta rõ ràng đầy đủ, chứ không có để cho chúng ta quên. Thì như vậy thì tất cả chúng ta tu là cốt tu để giải thoát sanh tử. Và muốn giải thoát sanh tử, đầu tiên là chúng ta phải giác ngộ, không mê lầm. Như vậy cái giác ngộ, đợi ngồi thiền là bỗng dưng một đêm nào mình giác ngộ hay sao? Đó là một cái điều mà người tu mình cũng còn lầm lẫn. Ngày xưa Đức Phật trước Ngài không có ai giác ngộ, cho nên rồi Ngài phải chịu cực, chịu khổ, ngồi tu cho tới giác ngộ thấy được rồi, rồi Ngài mới chỉ lại cho mình rành rẽ. Thì bây giờ mình phải ngồi giác ngộ như Ngài hay sao? Cũng như các nhà khoa học, như một nhà khoa học nào đó phát minh được một công thức toán rất là tuyệt vời, ông nghiên cứu 5 năm, 10 năm ông mới phát minh được. Mà khi ông phát minh được rồi, ông vẽ thành công thức bắt mình học. Khi mình học thuộc công thức đó, mình làm được những cái bài toán mà do ông đã phát minh hay không? Được không? Thì được ngay. Thì như vậy cái công người phát minh 10 và cái người học sau tốn có một thôi, phải không? Mình bây giờ Phật giải rõ, Ngài thấy cái thân này nó tạm bợ giả dối như vậy, thấy cái nguồn gốc sanh diệt từ cái tâm mà ra, thì mình bỏ được cái tâm đó, buông được tâm đó, thì mình cũng giác ngộ như Phật chứ gì. Còn Phật hồi xưa không biết, cho nên phải tu cái này tu cái kia, dồn dập bao nhiêu năm rồi mới tới được giác ngộ. Mình giờ Ngài chỉ sẵn ở trên này, đâu đó đàng hoàng, chỉ y theo đó, thấy đúng như vậy thì mình được giác ngộ. Như vậy thì quý vị tụng Bát Nhã bao nhiêu biến rồi, chiếu kiến ngũ uẩn dây không đó, phải không? Mà bây giờ không chưa, hay là hữu? Như lời Phật dạy tụng mỗi đêm thuộc lòng mà không chịu ứng dụng cho đến nơi đến chốn, thuộc để đó thôi, thuộc tụng lại cho Phật nghe thôi, phải không? Gọi là trung thành với Phật. Phật đâu có bắt tụng, bắt mình phải sống được cái Ngài dạy mình đó, mà mình không chịu sống, mình cứ tụng lại cho Ngài nghe đêm này qua tháng nọ. Thiệt là nếu Phật mà Ngài thị hiện xuống đây chắc thầy cũng buồn lắm, đồ đệ gì mà dạy đường nó làm ngã, biểu nó thế này nó làm thế kia đó. Vậy mà cũng nói trung thành đó, trung thành với Phật lắm.
Đó là những cái việc mà chúng ta sai lầm từ cái gốc. Ở đây hai cái câu này hồi xưa tôi có nghi: Thanh văn ngồi thiền, ta không ngồi, Bồ Tát nói pháp, ta nói thiệt. Sanh dối sanh, chết dối chết, vốn đại vốn không, nương đâu giấy. Hồi xưa tôi hơi ngại, nói rằng thanh văn ngồi thiền, ta không ngồi. Thôi bộ ông già dữ quá, em khinh ngài thanh văn. Các ngài thanh văn ta không ngồi thiền, ngồi thiền năm này qua năm nọ, thiên hạ kính trọng vô cùng, bây giờ ngài không chịu ngồi thì tại sao? Chỗ đó là cái chỗ phải đặt vấn đề. Bởi vì lâu nay chúng ta cứ ứng dụng cái lối tu, thiệt là cái này nói thì nó dài mênh mông, như tu bên Nguyên Thủy thì Phật dạy từng tự thứ lớp, tu rồi chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền lên. Mà thí dụ người ái dục nặng thì Phật dạy phải quán bất tịnh, phải không? Quán bất tịnh là khi mà quán nhìn thấy thân nhơ nhớp, chỉ quán thân không cho nhớ cái gì khác hết, thấy thân nhơ nhớp từ đầu tới chân, thấy rõ ràng như vậy, không còn một chút gì mến quý cái thân nữa, thì đó cái tâm nó yên lại. Yên lại cái thì đó gọi là được định sơ thiền. Sơ thiền sao? Là ly sanh hỷ lạc, lìa cái tham dục mà mình được vui. Như vậy thì bắt mình cột ở thân để đừng nghĩ tất cả cái gì khác, rồi được một chặng, bớt được cái tham dục của thân, rồi quán cái khác cứ từ 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 từng phần. Còn ở đây thì đi thẳng cho mình biết tất cả các cái tướng đều duyên hợp như quyển, không có tướng nào thiệt, không đi từ thứ bậc mà thấy rõ như vậy, đó là giác ngộ. Mà giác ngộ như vậy thì không còn sanh tử nữa. Như hồi nãy tôi nói cái gương mà mình đưa lên thiên hạ nhìn vào thấy mặt thì lúc đó là quên gương. Còn nếu cái gương mà tránh đi, không có hình ảnh ở trước, thì trong gương có cái gì? Nếu đưa mà trống rỗng không thì gương chỉ là gương, không có một cái bóng gì hết. Mà khi không có một bóng gì thì cái gương chúng ta mới thấy trọn vẹn, phải không? Còn một cái lá cây, còn một cái đóa hoa hồng vân vân thì chúng ta thấy cái gương chưa trọn, có một góc, một phần nào của gương thôi. Vì vậy mà khi tâm niệm không còn một chút bóng dáng nào hết thì lúc đó chúng ta mới hết cái mầm sanh tử. Như vậy cái mầm sanh tử từ niệm của mình, mà muốn giải thoát sanh tử thì phải tiêu diệt cái mầm đó. Cho nên nói tu đạo giải thoát là như vậy, phải ngồi thiền, phải niệm Phật, phải trì chú, làm sao mà đập chết cái mê lầm đó. Nhưng mà rồi mình ngồi thiền thì mình thấy nó, mình bỏ, mình buông. Còn tỷ dụ người niệm Phật, ta không có bỏ không buông, ta cứ niệm Phật, nhờ câu niệm Phật, chú vào câu niệm Phật, rồi thì các cái nghĩ lăng xăng nó mất. Mất rồi tới lúc nào câu niệm Phật nó cô đọng lại thì lúc đó đi tới chỗ nhất tâm. Nhưng mà khi cô đọng nhất tâm đó, tức là không còn một niệm nào nữa, thì như vậy mới thấy Phật. Tu tịnh độ, tu thiền thì cái hình ảnh khác. Bên kia có một cái niệm để diệt nhiều niệm, còn bên nay không có niệm để buông niệm. Nhớ vậy đó, bên kia dùng một niệm diệt nhiều niệm, bên nay thấy rõ niệm hư dối để buông, không có gì thêm. Như vậy thì cái niệm hư dối mình buông được, chừng nó lặng thì rồi diệt. Bên kia mình dùng một niệm buông tất cả hết rồi, mà còn một niệm cũng
phải buông. Thì như vậy thấy thì nó dễ mà nó cực, dễ buổi đầu mà cực buổi sau. Tới còn một niệm, mà còn một niệm thì cũng là còn ở trong sanh diệt. Cho nên phải luôn là đi tới chỗ cứu kính, phải buông luôn một niệm nữa thì mới tới chỗ cứu kính. Như vậy cho nên hiểu rồi, nhìn vào phương pháp tu thì bên nay dùng phương tiện có một cái để dẹp nhiều, còn bên nay nhìn thẳng, thấy rõ, biết rõ bản chất nó mà buông, thì hai cái nó khác nhau. Bên kia dùng lòng tin nơi Đức Phật, bên nay dùng trí tuệ nhìn thẳng là thật, đừng có lầm. Như vậy thì hai bên nó khác, nhưng mà cứu kính thì gặp nhau. Đó là cái chỗ. Bây giờ quý vị khỏi đi hỏi thầy nào, khỏi hỏi cô nào mà biết coi bói, biết đời kiếp trước kiếp này rồi đó. Hỏi tôi tu chừng nào đạt đạo thì họ sẽ nói đủ thứ hết. Nhưng mà cái chỗ đạt đạo chính yếu của quý vị là chỗ nào? Cả ngày hết niệm, phải không? Hết niệm là đạt đạo. Như vậy cần hỏi ai không? Để hỏi chẳng khác nào người mù đi hỏi người mù, phải không? Cho nên chúng ta tu phải thấy rõ. Như vậy thì chỗ hết niệm, dứt niệm đó là cái chỗ dừng được cái mầm sanh tử. Nếu dứt niệm rồi thì chúng ta không còn cái gì lôi cuốn đi trong sanh tử nữa. Như vậy thì muốn dứt niệm nhiều phương tiện dứt. Nhưng mà Ngài nói tại sao Thanh Văn ngồi thiền mà Ngài không chịu ngồi, tu thiền mà không chịu ngồi thiền, nghe nó lạ tai chưa? Bởi vì Thanh Văn ngồi thì chú tâm cho nó định, chú tâm thì có kèm. Quý vị có ngồi thiền biết, khi nào chú tâm nhiều thì có kèm, có kèm thì được định, có khi kèm quá nó định cái nó quên cả thân nữa, phải không? Quên thân rồi quên ngoại cảnh hết, thì đó cái tiến bộ của Thanh Văn như vậy. Cho nên diệt tận định rồi thì vô trong cái bọng cây ngồi mấy trăm năm coi như chết mà không chết, đó là nằm trong diệt tận định, thì có định mà không có tuệ. Còn Ngài nếu mà được cái trí tuệ thực rồi, biết thân này không thiệt, cảnh ngoài không thiệt, chiếu kiến ngũ quẩn vậy không đó, tất cả là không thiệt. Mà không thiệt thì không có một cái bóng nào nó in vào trong tâm trí mình hết. Qua mất, thấy như mù, nghe như điếc thì cần ngồi thiền không? Cần không? Thì đi tới đâu thấy là thấy, nghe là nghe, không vướng mắc cái gì hết. Thì ngồi cũng vậy, không ngồi cũng vậy. Đó. Như vậy thì mới gọi là định huệ đồng thời.